rồi ba nào? Cái cà phê trong tủ quần áo của ba. Cà phê mà không có trong tủ quần áo. Chết rồi. Có lấy lộn lông não này pha không vậy? Thấy chưa, cái đó là không uống được đúng không chú? Cái đó là cà phê trồn. Thì đó. Hàng VIP. Hả? Tôi mua để mình uống thôi. Bán cho khách là bán nhà luôn đó. Một ly mười mấy ngàn mà lấy cà phê trồn. Cà phê trồn gì mà uống vô ai cũng đau bụng hết. Cà phê trồn nó có nhiều loại. Cái loại con trồn nó ăn hay là cái loại con trồn nó ẩy? Nó ẩy á. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu đây không say, bay uống cho vơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ông mà che phố xa đêm mai vô tình thôi. Hát cái nhạc của ai vậy hả? Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai à. Nè nè, hát cái nhạc của ai mà là lạ quá vậy trời ơi thiệt. Trời, ông lạc hậu thiệt luôn á. Đây là ca sĩ Jack đang rất là hot và được rất là nhiều bạn trẻ, bạn lớn, bạn già gì cũng rất là mê bạn này. Đó. Ồ, vậy hả? Rất là hot. Thần tượng mới của tôi. Ai 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 ai, em bước đi cùng ai. À, được hai like. Dạ. À, xin mời mọi người hãy share stream đi ạ. À. Dạ, ngày hôm nay thì vợ chồng của em là vợ chồng của nhà Nụ Lai. À, ngày hôm nay thì tụi em nhập khô mực về bán ạ. À. Khô mực rất tươi ngon. Đây là những con khô mực. Ủa sao không có miếng lửa nữa nhỉ? Dạ, đợi em chút xíu ạ. À. Vâng. Lửa lớn quá, trở lại. Trời ơi, nướng khét khô mực hết, khét khô mực. Nướng nó chín mau chín. Chán thiệt, không làm được cái gì ngoài nhảy. Dạ xin lỗi mọi người à, tại vì chồng em quá là đảm đã... Nướng một con khô mực mà em nói thiệt, em khổ lắm quý vị, em khổ lắm luôn á quý vị, thiệt. Trời ơi, không ai có chồng mà khổ như em luôn á. Bây giờ bán khô mực, nướng một con khô mực mà cũng nướng không xong. Đó. Gì vậy? Qua đây ngồi, lấy cái bếp qua đây. Sao vậy? Trời đất ơi, nướng cái gì đâu mà khói nó bạc vô trong nhà tôi, ở trong đó. Thơm đúng không? Thì đó, hớt tóc mà chảy nước miếng luôn không mà. Đó, mọi người thấy chưa, khô mực của em rất là thơm đó mọi người. Một nhà nướng mà cả xóm chịu không nổi. Khô mực của em bán rất rẻ, giá chỉ là 450.000 một ký nha. Mình mua một ký là sẽ được free ship trong nội thành nha mọi người. Và hãy ủng hộ khô mực của Nụ Lai. Khô mực của Nụ Lai. Và hãy share chim live chim đi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Đây là anh hàng xóm của em và cũng là khách quen của bên gia đình em luôn. Anh hãy cho cảm nghĩ về khô mực Nụ Lai ạ. Ủa sao đứa nào chửi tôi vậy? Ai chửi gì? Nhìn mặt thằng già khó chịu quá. Có đâu, đứa nào vậy? Thôi để lóc. Lóc nó đi. Ủa, những chỗ buôn bán mà. Chỗ buôn bán không có chửi. Vô coi live stream nè nha, chú nói cho tụi con nghe. Tụi con có cha có mẹ dạy đàng hoàng. Vô coi live stream người ta buôn bán, con không thích con có quyền không coi. Con sao con vô con chửi người ta? Không, người ta buôn bán cái gì vậy? Cho nó chửi tôi kìa. Thì bây giờ thôi đi, đuổi nó chửi rồi cái hai ba đứa chửi hùa kìa. Tại vì ông chửi người ta lợi, trời ơi mắc cười quá. Dạ xin. Bộ già không được quyền bận áo hồng hả? Thôi, chỗ người ta buôn bán mà ngộ quá. Dạ à, hẹn mọi người vào dịp khác em sẽ live tiếp ạ. À. Tắt luôn. Làm gì vậy? Trời ơi, chỗ vợ chồng ta đâu buôn bán mà vô chửi à trời. Xin lỗi, tôi nóng mà, bởi vì tôi ghét cái con lè ở nhà cũng vậy đó. Sao mỗi em? Lần livestream lên mà tôi đút cái mặt vô lại chửi à. Thôi bây giờ đừng có chửi nữa, cho miếng khô mực ăn nè, hết. Thôi đợi chút đi, ăn vô là già hạ giận liền à. Không sao đâu, tôi lấy cái này cũng được nè. Thấy cái đó chưa nướng không chưa hả? Ăn cho sình bụng. Thơm. Khô mực con nào con nấy bự chảng luôn. Cái này bữa bà nói tôi nhiêu ký? 450. Cái loại mà bữa tôi đặt tôi gửi cho mấy thằng cha bạn tôi đó phải không? Đúng rồi, trời ơi, tôi bán người ta là 470 mà bán anh là lỗ 20, 450 là lấy giá vốn đó. Mấy mốt cứ bán đúng giá đi, buôn bán mà có lời chứ. Khô mực thơm phức. Bóp cái con nhiều khi mà quên sức dầu thơm là lấy chét vô người luôn á. À. Con bên phải. Đây, con ngoài cùng. Đó, nói xong rồi đó. Đó, xé ra. Thơm không? Thơm chưa? Thơm. Đó, khô mực người ta là dai lắm, mỗi lần mình nướng xong là phải đập, còn khô mực của tôi không cần phải đập. Xé ra là ăn liền. Ổn quá trời. Nóng. Xin lỗi. Tôi đâu có biết nó nóng dữ vậy. Nóng nha. Để tôi cầm cho. Thôi để chút nữa tôi xé cho ăn. Ông cầm để tôi nướng cho. Ông làm gì ông né tôi dữ vậy trời. Cô bên ông mà là. Cha này phá quá. Cái đồ ăn người ta buôn bán mà phá hoài á. Anh ngồi xuống đi, làm gì nữa vậy à? Ngồi gần chảy nước miếng quá. Ăn đi. Xuống ăn đi, tôi không có tiền đâu. Mua nhiều là mời. Trời ơi, ăn hổm dài rồi. Qua này ăn không biết bao nhiêu rồi đó. Nhậu với mấy thằng cha bạn nè. Cái này là cái lứa mới nó ngon nhưng lắm. Nhưng mà anh đang anh thấy sao? Ngon thiệt, dai ngon. Mà tôi quan trọng là sao không? An toàn vệ sinh thực phẩm. Đúng rồi. Đồ của tôi bán là mình phải không quan phải. Trọng nhất là cái chuyện vệ sinh. Nói gì nói, với nhà tôi uống cà phê tôi uống được chỗ ông Bảy thôi à. Thì đó. Uống cà phê chỗ khác nó kỳ lắm. Đau chỗ ông Bảy mình không? Biết. Ừ, chỗ ông Bảy mình biết là ông này ông làm ăn đàng hoàng, giống như giờ đồ ăn mua phải mua người quen.
nó đàng hoàng, mình biết chắc chắn. Còn giờ ở ngoài bán cái đồ tào lao ăn mắc dịch à. Trời ơi, khô mực của tôi. Hôm bữa con lè kìa, ở đâu nó nói bạn bè gì của bạn bè nó đó, bán ba cái gì bánh tráng trộn gì đó. Rồi cái nó mua về rồi nó trộn lên hai cho con tôi ăn xong hả, nguyên bữa tối tôi nói trời ơi hoành tráng luôn. Ok. Nói buôn bán mà thức đức quá. Tôi là không bao giờ vì cái đồng lời mà buôn bán. Trời đất ơi, tôi ăn tôi nghe cái mùi chua chua rồi. Nó kêu không à ba ơi, cái này là bánh tráng trộn kim chi, ăn chua chua ngon lắm. Bánh tráng thì bánh tráng trộn kim chi, ngay là thấy đau bụng rồi chứ đừng nói ăn với miệng. Trời ơi, hai cha con tôi ăn xong tôi nói hả trời ơi trời, chịu không nổi, đang ngủ mà trời ơi chạy muốn xỉu luôn à. Trời ơi, cái khô mực này ngon lắm nha. Tết mà nhâm nhi ra ngồi uống mấy lon bia đó là hết sảy. Cái này à, biết bao nhiêu cho đủ luôn á. Thì đó, mà rẻ đó, ở ngoài bán giá thị trường là 700 ngàn một ký đó. Tôi bán có 450 là quá rẻ luôn. Ngân à. Dạ. Cho đi cà phê đi. Dạ. Sáng giờ làm gì đó, ủa rồi mày đâu vậy? Dạ ba con đi ra ngoài công việc rồi. Cho đi cà phê. Dạ dạ, đợi con xem. Thôi bỏ đường á, đừng bỏ bột ngọt á mày. Biết rồi, con có công thức hết, yên tâm. Nước bữa uống bột ngọt muốn mắc dịch luôn à. Ai uống cũng ghiền hết, có mình chú Hồng là không ghiền thôi. Cà phê bỏ bột ngọt uống ghiền. Đợi con xíu nha. Người ta buôn bán là đâu dám ăn, bị bán đồ tập bậy. Còn tôi là anh thấy không, tôi ăn rõ ràng là bởi vì đồ tôi chất lượng tôi mới dám ăn. Đúng rồi. Ngon. Nhưng mà mình ăn quá vậy cục vốn không? Không có đâu. Rồi hai vợ chồng buôn bán cái là để là như vậy cái xong rồi ngồi live stream vậy hả? Bán được nhiều dữ lắm. Bán được lắm. Khô mực dưới biển mà ăn vô ngọt ngay rồi trời. Ngọt ha. Ngọt giống như đường á. Đường ha. Cái khô mực của tôi là cử cam người tiểu đường là không có sử dụng được á. Được hả? Tại vì ngọt quá mấy không? Thôi mà đừng giới thiệu kiểu đó nha, giới thiệu kiểu đó tao không tin á. Thiệt. Nhưng mà nói chứ ăn cũng không sao, bị cái ngọt này ngọt tự nhiên. Chứ không phải ngọt quá học. Ngon lắm á chú Hồng, cũng thử em. Trời ơi, ngụm thôi sẽ mê ly luôn. Phải không? Coi coi bữa nay Tài pha cà phê con sao rồi. Bán buôn mà mình ăn cái đồ mình thấy ngon là mình hài lòng rồi. Ngon gái lắm, gái khô mực con gái ổn à. Ổn gì, uống cà phê cái gì nữa, khác cà phê bữa mấy lần ông Bảy hay pha cho chú nè. Đúng rồi, cà phê này là cà phê mới á. Ngân vô ăn miếng khô mực nè. Dạ dạ, chúc con ăn. Cà phê mới hả? Phải, cà phê mới ngon lắm ba, con cất kỹ lắm, một bịch ở trong này nè, mấy cà phê cũ đợt hận uống là hết rồi. Thử miếng khô con gái ơi. Hey, hey, gì vậy? Ngồi ăn khô mực, ngồi ăn miếng khô mực. Sao vậy chú Hậu? Uống miếng nữa không? À. Gì vậy? Trời ơi. Sao vậy? Sao vậy? Sao nôn nao vậy? Trời trời. Miếng nữa. Rồi chút xíu. Ủa, đi đâu rồi chú? Ủa, hôm nay sao không lạ vậy ta? Nhớ trả tiền con ly cà phê nha. Ủa, hồi nãy trước khi con ra, ông vẫn bình thường mà. Cô lại với chú Vinh uống cà phê không? Con pha luôn chân ly. Nè, đó, sáng uống rồi kìa. Con Bảy không pha tao rồi. Với lại biết sao ăn khô mực ngon quá, tự nhiên uống cà phê vô cái mùi kỳ mà nhiều vậy cô. Sao vậy? Gì căng thẳng? Ông này sao ta? Hay là ông bị nổi nhọt ta? Ông ngồi không được, ông cứ đứng lên đứng xuống rồi. Cái gì vậy? Bị cái gì? Gì vậy? Cà phê này kỳ ta. Sao kỳ? Cà phê con pha mà kỳ. Kỳ coi ông Bảy ông để lâu hay là cà phê cũ hay cái gì á. Sao? Cà phê tôi này uống vô tự nhiên là tôi đứng không mà tôi ngồi xuống, chỉ cần mà hai cái chân tôi hở ra cái là đau bụng à. Sao kỳ vậy? Đâu dễ gì. Con uống thử coi. Ngon mà, cà phê này ba con cất kỹ lắm, con nghĩ chắc cà phê ngon lắm ba mới cất á. Tại vì có như nó húp phải một ngụm là hết luôn. Là hết liền, nín liền, không bị đau bụng nữa. Trời ơi, hồi nãy ngồi bây giờ đứng bị luôn rồi nè. Gì vậy ta? Vô cất đi. Con không có biết pha thì con phải hỏi ba con đàng hoàng pha tầm bậy tầm bạ. Khách uống người ta bỏ, người ta chửi đó. Đồ hết hạn rồi, đồ hết hạn rồi. Sao mà hết hạn được, con tức quá, để vô con coi nè. Lấy ở đâu? Ở trong tủ quần áo á. Trời ơi, cà phê nào bỏ tủ quần áo trời. Thiệt, ba con cất kỹ lắm, con nghĩ cà phê ngon lắm. Dở. Không chiều con gái quá riết nó hư. Không biết làm pha ly cà phê mà nó bỏ cái ống hút như là ngón chân cái vô vậy đó mà uống. Bởi gì? Thôi. Buôn bán mà kém chất lượng kiểu đó là chết, mất khách hết, không có được. Về nói ông Bảy đi chứ bán kiểu này là chết đó. Chết thiệt, chú Bảy chết rồi, chú Bảy sắp phá sản rồi, sắp nghèo rồi. Thu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè. Ủa. Chết rồi, nó có uống cà phê đúng không? Không phải. Nó ôm bụng vô đó giống như nó đi ra ngoài đường, nó quýnh lộn quýnh lạo. Chạy vô coi coi. Cái gì vậy? Mẹ ơi. Trời ơi trời. Cái shop này sao vậy ta? Sao hôm nay shop mình đứng ngồi không yên vậy? Chịu không nổi luôn á. Gì vậy? Trời ơi, ba đau bụng hay gì ba chạy vô.
mở cửa dùng cái chết luôn à. Con gái hứa gì đâu mà nó nuốt na vậy trời. Nó ăn cái gì bậy bạ rồi. Hứa ăn ba cái bánh tráng trộn tầm bậy tầm bạ ngoài đường. Ăn đồ tầm bậy tầm bạ sao? Cái gì vậy? Con này gái gì đâu mà ăn đồ tầm bậy à. Chết cha, ăn cái gì mới bị á. Ăn con mồng lè nó, nó ở trỏng rồi. Tôi quá gian vậy. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời. Nhớ dậu nha. Trời ơi chắc banh cái nhà tôi rồi. Bởi vì anh thấy không, ăn uống kém chất lượng là. Mở cửa. Thôi thôi chưa xong. Đi ra đi hết đậu rồi. Đi ra. Ui da trời ơi cái gì vậy. Chết rồi. Ngân ơi. Dạ. Ngân ơi Ngân. Dạ gì vậy? Đi ra đây. Hồi sáng chồng cô cũng uống ly cà phê, bây giờ chạy theo chú Hồng luôn rồi kìa. Tại sao? Trời ơi. Sao hả chú? Mỗi lần mà tôi giận lên tôi nói mặt cái hơi là nó bị vậy. Bây giờ chú đi đâu vậy? Qua đây. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên nè đó chú Vinh hồi sáng uống nè, xong rồi cái đau bụng rồi đi toilet đó. Ủa bình thường con pha có ai bị gì đâu. Bình thường là ba con pha, bây giờ ba con không có ở nhà, con pha tầm bậy tầm bạ. Ba con ghi công thức lại đàng hoàng, bao nhiêu muỗng này, bao nhiêu muỗng kia. Nhưng mà bình hết. Thường ông pha cái cà phê kia, bây giờ hết rồi, con lấy cái gì con pha mà ai cũng đau bụng hết vậy. Nè, chẳng sớm người ta không nói với người ngoài vô là người ta kiện cho chết đó nha. Chết rồi, cô chú ơi, con pha gì đừng nói ba con pha con chết nha. Mày còn trẻ, mày gán chịu đi. Cái gì vậy? Ê, cái chậu bông. Quéo chân á. Ơi là trời. Ăn cái gì? Trời con biết đâu. Giờ ra ăn bánh tráng trộn mà đâu, tầm 7 bảo mà được không? Không phải mà hôm qua con ăn mực với ba đó. Bậy nha. Ôi, nói tầm 7 mực tao 450 ngàn ký rẻ đâu mà. Thề luôn là ăn mực xong là sau đó con nhập viện luôn á. Ủa? Truyền nước miễn liên tục mà. Ủa, bây giờ vẫn chưa ổn. Nè nói tầm 7 nha con. Chú coi. Ăn từ sáng tới giờ không bị gì hết nha. Phải không hay là mày uống thuốc giảm cân rồi xong rồi nó sổ ra phải không? Ủa con, sáng giờ buôn bán sao? Khô mực chú bảy. Hả? Khô mực, con mới nướng, nay con bán khô mực 450 ký ăn ủng hộ chú bảy. Ăn thử đảm miếng đi. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngon. Trời ơi, ngon dữ dằn luôn. Ngon lắm bảy ơi. Ngon lắm. Ôi đừng nói ba con nghe nha. Ngọt quá hả? Ngọt ngay như đường. Ừ. Ngọt quá con. Dạ ngon. Hàng lấy đâu ngon hả? Hàng con nhập của người ta. À. Ngon. Ngọt thịt đó. Ngọt thịt, ngon. Mà quan trọng là con phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nha. Bà ơi. Không có phải là ăn, cái uy tín luôn hàng đầu. Đúng rồi. Chú bán cà phê cũng vậy. Cà phê của chú á là phải lấy mối và rang xay. Không nha chú. Con góp ý chú nên coi lại về cái chất lượng cà phê chú nha. Sao vậy? Từ trời sáng tới giờ. Chú đừng nói ba con nghe, đừng mét ba con nha. Từ sáng tới giờ chú đi con bé con gái chú nó pha cà phê sao mà chồng con với ông Hồng đã bụng quằn quại luôn kìa. Phải không? Chứ gì nữa. Cái đôi Ngân. Dạ. Từ sáng giờ con đâu có uống cà phê. Con đâu có bị gì. Tại sáng giờ chú đi chú cũng chưa uống cà phê, chú cũng chưa pha, chú không biết. Bán là phải quan trọng cái vệ sinh toàn. Ba ghi cái tờ giấy rõ ràng. Bao nhiêu đường, bao nhiêu đá, cà phê pha sao con làm sao mà để người khách mà hên lên là hàng xóm nha. Khách lạ vô người ta chửi chết. Đúng rồi. Hay trang ba dặn luôn á. Đó mấy cà phê nào? Cà phê trong tủ quần áo của ba. Cà phê mà không có trong tủ quần áo. Chết rồi. Có lấy lộn lông não rồi pha không vậy? Bình cà phê mà gói. Ba gói ba bốn lớp giấy luôn á con. Bữa hôm con lục ra con thấy nên con hôm nay con phát minh liền. Cái cà phê pha cho khách là cà phê để ở dưới cái tủ dưới này nè. Có cái khóa nhỏ đó. Hết rồi. Hết rồi thì sao gọi cho ba để ba kêu người ta giao hàng mà lấy cà phê trong tủ quần áo. Thấy chưa, cái đó là không uống được đúng không chú? Cái đó là cà phê chồm. Thì đó. Hàng VIP. Hả? Tôi mua để mình tôi uống thôi. Bán cho khách là bán nhà luôn đó. Một ly mười mấy ngàn mà lấy cà phê chồm. Cà phê chồm gì mà uống vô ai cũng đau bụng hết. Thôi cà sáng phê giờ chồm nè, ông có này... nhiều loại. Cái loại con chồm nó ăn hay là cái loại con chồm nó ẩy? Nó ẩy đó. Thì mình vậy là mình... Không phải. Có kiểm định chất lượng, chú uống mỗi ngày không bao giờ bị gì. Đúng rồi, con thấy ba con uống hoài luôn. Nhiều khi cái bụng nhiều khi cái bụng chú tốt, còn bụng hai ông này yếu. Không. Sáng giờ bận công chuyện quá nên chưa uống. Không. Từ sáng giờ con không uống cà phê. Chứ là con không có đau bụng. Bà, đó. Sáng nay là chú Bảy pha tôi ly cà phê của chú pha. Trời ơi. Chứ tôi không uống cái ly cà phê chồm gì đâu. Hai cà phê đó đều không bao giờ bị đau bụng. Chỉ có ăn cái gì tầm bậy. Con đi trước nha ba ơi. Đi đâu nữa? Con
yếu quá. Gì chứ bậy? Ba. Ôi, cái bậy bị luôn chứ bậy. Còn xương với da không mà mày còn đi ba. Cái gì? Ủa sao vậy? Sao nãy giờ có thấy mọi người cứ chạy ra chạy vô vậy? Thì uống cà phê. Có cà phê không đó phải, không phải ông đâu. Ông Bảy ông nói cà phê trồn là không phải là đúng rồi đó. Tôi ông nói tôi nghi ngờ cà phê ông Bảy có vấn đề. Chắc chắn không phải là. Thấy chưa cãi gì nữa. Ông đâu uống cà phê đâu. Ông mới ăn mực của bà đó. Con cũng đâu uống cà phê đâu. Con có nói vậy. Cô mà. Tôi từ sáng giờ tôi ăn gần mấy kg. Tôi uống bình thường. Tôi không có. Tôi không có gì hết. Tôi vẫn rất bình thường, phải không? Tôi vẫn đi ăn khô mực. Tôi vẫn rất là bình thường. Tôi đi trước. Không. Không có dặn tôi trước. Nãy giờ con chưa ăn miếng khô mực nào hết nên con đâu có đi đâu. Con ăn thử đi, nếu như con ăn khô mực mà con đi nó là vậy là từ khô mực ra rồi. Trời đất à. Ơi, mày coi nè, nó mọc nó mèo nè, thấy không? Ê, ghê quá hả? Ủa, sao bà kêu cái đó là người là muối biển? Nó muối biển màu trắng mà sao mà xanh mà chú hồng. Mọc nó mèo hết trơn nè. Sao mới ăn mấy phát mà tiễn bạn lên đường liền thấy chưa? Trời ơi, vậy mà ba cho con ăn 1 kg mực. Kêu ra đây, kêu bà ra đây, giải quyết luôn. Trời ơi. Vậy mà hồi nãy hả? Lè ơi, ra đây con. Tôi khẳng định không phải là khô. Đi ra đây, đi ra đây. Ở đây ngồi nè, ở đây ngồi đi. Ngồi xuống. Ngồi chú xuống Hồng. Đi. Ba lấy chai dầu, ba sức cho con. Trời ơi, mất nước luôn hả kìa. Đi đâu mày? Hả? Cái gì? Kim Lai, Kim Lai hả? Chú, con kiếm chị Lai nè, gia đình con ăn bây giờ nó bụng hết rồi. Mày ăn cái gì? Mực. Nói gì vậy? Nói là không mực ngon lắm. Sao tự nhiên? Mày đau bụng hả? Dạ. Con phải là con nhập viện hết rồi. Vài phút mà đi một lần. Dạ, đúng rồi chú. Trời ơi, đền tiền đi, bây giờ đền tiền. Thôi bây giờ dạy kéo ra. Bà ơi. À. Bà, ra. Ôi, đau bụng quá, đi anh nội. Đi ra đây coi. Nhanh lên. Rung giờ rồi. Bớt nói lại đi ra đây. Buôn bán vậy là không được. Mấy đứa giờ nói, buôn bán vậy là không được. Chị này đó chú. Đứng lại. Đền tiền, chị. Đi ra đi, nói chuyện với người ta. Để chú giải quyết cho con, qua đây đứng. Để mình giải quyết chết đi. Live stream. Sẵn có cái máy live stream mà tôi live luôn. Ê, tôi tố cáo bà này luôn. Đừng, dạy tội nó. Qua đây ngồi. Tôi qua đây. Có ai có cái nút bần cho con mượn? Nè, buôn bán cái gì mà lấy cái đồ này. Nè, nhìn đi. Đúng rồi, con lo chú. Thấy chưa? Dạ. Buôn bán cái kiểu gì kỳ vậy, hả? Con, thật ra là con cũng đâu có biết, con cũng bị người ta gạt mà. 450.000 một ký chứ phải ít đâu. Ông có này có 150 à. Trời ơi. Chị alo. Bán còn 400 mấy. Alo. Ừ. Hả? Trời ơi. Dạ bác. Bác ơi, con xin lỗi bác. Con không cố ý. Dạ con xin lỗi bác. 4 người bạn nhậu của tôi, 3 người nhập viện, 1 người đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết mà xe dừng 67 lần. Bà ác lắm. Bán buôn như vậy đó hả? Con đâu có biết đâu chú. Bây giờ gia đình chúng ta nhập viện rồi sao? Thì chú phân xử đi, bây giờ đền tiền chứ sao vậy? Bây giờ phải lo viện phí cho người ta, rồi kêu cái người mà nhập cái hàng này nè ra chịu trách nhiệm. Dạ con biết. Rồi lên trên mạng xã hội xin lỗi người ta. Dạ. Rồi đền một cái sản phẩm mới cho ta đàng hoàng. Dạ. Thôi chắc con đền tiền chứ con không dám buôn bán gì nữa. Buôn bán gì nữa? Rồi các bạn mà mấy bạn tới Phan Thiết chưa? Chưa tới luôn, đi Phan Thiết mà đi từ đêm hôm qua tới trưa hôm nay mà chưa tới được. Chạy 100 mét dừng, 100 mét dừng. Trên công tốc sao dừng con? Xe. Trời ơi, lỗi tại tôi mà. Tôi nói hành khách bây giờ người ta trả vé. Từ thành phố mà tới Phan Thiết là mòn cái thắng luôn rồi đó. Tôi nói bà bây giờ xin lỗi người ta đi, đòi tiền người ta. Dạ. Bán buôn đừng có ham lời mà tôi, khổ tôi, ghê. Tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ trả tiền. Tôi trả tiền, ai anh lấy tôi lấy tiền ra trả hết. Rồi bây giờ chú cam đoan, chú người lớn ở đây, chú sẽ cam đoan xin lỗi từng nhà và trả tiền là cho từng nhà luôn. Dạ. Rồi cái này đem đi đổ thùng rác con. Trời ơi, hơi uổng. Uổng cái gì nữa? Có sao không? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.